Cả nhà ơi, hôm nay Ngọc sẽ bán cho mình dòng xe tay ga gồm có Vario, Vision và AB ha. Ở đây là Ngọc có Vario phiên bản 2023. Có mấy bạn hỏi bản 22 nhưng mà 22 hiện tại hết hàng rồi, không còn hàng đâu. Chỉ có 23 thôi nha. Ở đây Ngọc có màu xanh ngọc, mình lấy khóa chìa màu zin thì nó rẻ, nó chỉ có 36 thôi. Nhưng ví dụ mình lấy màu 3D thì nó cộng lên 2 triệu là 38. Khóa chìa, khóa thông minh là 41 năm nha. Liên hệ đặt lịch trước Ngọc sẽ hứa cho mình hai cũ so với giá bán thực tế ha. Rồi đây Ngọc có sân xi măng nè, có màu trắng đen, toàn bộ đây là màu 3D nha cả nhà, cho nên là sẽ bảo hành cho mình trong vòng 1 năm về màu sơn nha. Có bông trúc nổ sơn hay ra sơn là không tính tiền ha. Rồi đây là có màu xám nha, màu đỏ đô và màu vàng. Giá Vario dao động màu rẻ nhất là 36 nha. Còn mấy màu mà cao mà có khóa thông minh rồi màu 3D thì rơi vào khoảng 41 triệu rưỡi nha. Rồi tiếp theo là Ngọc có màu này. Màu này là màu xanh nhám của AB125, bản này 42 triệu nha. Có khóa thông minh, cổng sạc điện thoại đầy đủ luôn. Đặc biệt cái cốp xe này rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Mấy bạn mà mua em này thì liên hệ liền cho Ngọc nha. Chỉ có 42 triệu đồng thôi ha. Cốp xe rộng rãi, thoải mái đi về quê, mình không cần phải mang ba lô, quăng hết đồ cho cốp là được nha. Rồi có thêm tím iPhone nè, màu xám và màu xanh xi măng đó. Màu 3D này là 42, còn màu zin nó chỉ có 40 thôi. Liên hệ đặt lịch trước thì Ngọc bớt cho mình 2 triệu nha. Rồi ở đây nữa, đây có thêm Vario màu cam. Hôm bữa có mấy bạn hỏi nè, có sẵn hàng cho mình luôn nha. Đây là bản khóa chìa, Ngọc có khóa thông minh luôn nè. Về giấy tờ trả góp thì đơn giản lắm, Ngọc chỉ cần mỗi căn cước thôi. Mình trả trước khoảng tầm 5 triệu là mua được xe rồi. Ở đây có Vision đỏ trắng nè, xanh trắng nè, xanh ngọc, tím iPhone, màu xám xi măng và màu trắng đen 3D. Tất cả các màu này đang đồng giá ở mức là 32-35 triệu nha. Quan tâm em nào chụp màn hình gửi Zalo, Ngọc sẽ tư vấn cụ thể cho mình. Hiện tại là bên em Ngọc đang có hỗ trợ giao xe tận nhà, đổi xe cũ lấy xe mới. Liên hệ qua số điện thoại của em thuộc nha, Ngọc tư vấn cho mình ha.